Xin chào, mình là Cát. Hôm nay mình sẽ khoe với mọi người về kho báu tuổi thơ của mình nhé. Đối với các bạn 8X, 9X thì chắc sẽ không quá xa lạ với bộ truyện Dragon Ball rồi đúng không? Đây chính là dòng đồ chơi mà mình sưu tầm từ 3 năm nay với số lượng nhân vật khá là phong phú. Mấy em này tuy nhỏ nhưng mà có vỏ lắm á nha, được làm từ nhựa PVC theo phong cách của Chibi, khá chi tiết và sống động, từ dễ thương đến ngầu lòi đều có hết. Một bộ sẽ bao gồm từ 6 đến 8 nhân vật và điều đặc biệt ở đây chính là các nhân vật phụ sẽ được sản xuất ít hơn các nhân vật chính nên giá thành sẽ cao và rất là hiếm. Không biết mấy bạn sao nha, chứ mình như thuộc team phản diện hay sao á, toàn lựa mấy em nhân vật mà ác ác là chốt đơn không à. Để kể cho nghe nè, hồi nhỏ đó mỗi khi mà được dắt đi siêu thị á, thường sẽ chạy liền tới mấy khu bán đồ chơi này nè để gọi đứng dầm ké thôi chứ cũng không dám ném đầu rồi nữa, tại vì đòi thì chắc chắn là sẽ không bao giờ được, mà còn nhiều khi còn nghe chửi nữa. Còn bây giờ á, thời thế nó đã thay đổi rồi, ta đã đủ điều kiện để theo đuổi đam mê của ta rồi. Nhân đây mình cũng xin cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn á, dù mới tham gia chưa được một tuần nữa mà được mọi người ủng hộ quá chừng trời luôn. Mình sẽ cố gắng làm thêm nhiều clip hơn nữa để mọi người cùng xem và giải trí nha. Còn bây giờ thì xin chào.